Ở phía trước mọi người đây là ông ba quê ở Kiên Giang, từng là một trong những nạn nhân bị các chủ ghe và chủ thuyền lừa đi biển và sau đó thì bị Philippines bắt bỏ tù hơn một năm. Và ngày ông trở về thì chỉ là một cái căn nhà rách nát như thế này thôi. Cái cảm xúc của ông ba khi mà trở về Việt Nam sau một năm đi tù thì thấy cái nhà mình nó tồi tàn như vậy, ông có suy nghĩ gì không? Vì là nước mắt khát cầu. Đây, ông ba đang trở về nhà của mình nè. Dạ. Vợ con ông là bây giờ là bỏ luôn rồi hả? Vợ con đi luôn rồi, bỏ luôn. Không còn ai hết, chỉ còn mình anh thôi. Cuộc sống bây giờ vất vơ vất vưởng, thiếu trước học sau. Ông ba là một trong những cái tù nhân lớn tuổi lắm nha mọi người. 65 tuổi, đi tù bây giờ ông đã là 66 tuổi rồi. Ông tham gia đánh bắt là chuyến ghe đó là ghe đánh bắt gì? Đánh banh long, đi cào banh long ở nước bạn bị bắt. Và khi mà những cái người bạn thuyền như ông á, những người mà môi giới đi biển như vậy á, thì phản ứng với chủ ghe thì họ có làm điều gì xâm hại đến mình không? Nếu mà mình không đồng ý cái việc đánh bắt trái phép như vậy. Nếu mình không đồng ý là nó mình phản ảnh với nó, mình cự với nó là nó bụp mình luôn chứ sao. Mình đâu dám, không dám cự, buộc phải nó xin chịu đi với nó thôi. Ở đây có khi mình đi cào tôm, cái cầu cá nè, cái cầu sò nè, nó thấy mình lớn tuổi rồi nó không cho đi nữa. Có khi đi được nửa bữa à, cho lên rồi nó thôi ông bà không mẫu đâu à, đuổi mình lên đó. Cho ông vài chục ngàn, trăm ngàn đồ gì đó, mua gạo thóc rồi ăn rồi đó, rồi bắt đầu ở không. Ở phía trước mọi người đây là ông ba, hiện giờ thì đang sống độc thân ngay tại làng chài Bình An thuộc huyện Kiên Lương ở tỉnh Kiên Giang. Và con nghe bà con ở đây có nói rằng là ông từng đi đánh bắt cá và sau đó thì bị bỏ tù ở Philippines. Thì ông có thể kể con về cái cuộc sống của ông hiện tại trước khi bị bắt như thế nào không ạ? Trước khi ông đi biển mà bị bắt tù á, như thế nào? Trước qua nó bắt mình vô, vô trong đảo, nó để mình ở đó. Độ khoảng chừng độ 3-4 tiếng một hồ vậy đó à. Là rồi nó đem mình qua đảo, nói đảo Gao, đảo gì đó. Nó nói tôi nhớ vậy thôi, mày mãi vậy thôi, nó nói đảo Gao. Vậy đó, qua đó mà cái đảo đó cũng có chợ. Ở đó, tại chỗ chạy đó là hình như 2 tháng mấy, gần 3 tháng vậy đó. Rồi nó mới đưa xuống dưới tù, vô tù. Là nếu mình không có tiền á, là nó nhốt mình trong chuồng cọp á, đâu cho ra. Con muốn hỏi á, là trước kia ông ba làm nghề gì? Quê ông ở đâu? Quê ở An Biên, Kiên Giang, ấp đi lâu hai mấy năm rồi quên, nhớ rồi nó có đổi ấp gì không biết, ấp Hai Tốt, lúc đó là ấp Hai Tốt. Và trước đó thì ông làm nghề gì ạ? À? Mình cũng làm ruộng rồi thấy cực khổ quá, nhảy đi biển, hai mấy tuổi đi biển rồi. 27 tuổi đi biển rồi, đi biển tới bị bắt nữa mới nghỉ. Vậy thì 20 mấy tuổi là ông đi biển là đi chắc đi gần bờ. Gần bờ, không có đi xa dữ dằn gì đâu, đâu có đi dữ gì. Rồi có chuyến bữa hổm là đi ở năm mấy luôn, năm rưỡi luôn, 18 tháng đó mới về đó. Cái chuyến đó thì ông được người ta giới thiệu việc làm như thế nào mà ông lại đi đánh bắt xa? Nó kêu đi cào bắt cá to, nó nói cá to vậy chứ mình đâu có gành là... Làm sao xuống ở đằng trước á, nó ngay nó cũng dọn ăn uống rồi với ăn trước á. Tới chừng nó chạy ra một khúc xa lắm rồi. Tôi mới bò ra làm sao thử coi có ăn sao coi nó làm cái gì mà nó nói quánh lưới bắt cá to mà sao không thấy lưới. Ra làm sao thấy nó để bằng cào dĩ. Tôi nói nó cào bánh lông rồi, thấy là tôi biết liền. Nói rồi mà tao không có đi nha, mấy mày đừng có làm gì, tao không có chịu. Đi gì phải nói cho tao biết chứ, đồ tao lớn rồi đi cái kiểu này rồi. Mà thí dụ như có cái gì rồi sao đó, nó nói lỡ ra đây thôi đi mà chứ quậy lỡ sao được đó, buộc mình phải nín thinh chịu đi chứ
cự sao lỡ nó mà cự đó. Đi nói thôi gắn đi 2 tháng về, đi 2 tháng 3 bữa mới bị bắt. Đúng 2 tháng tôi đang nỉ nó về, nó không về, nó gắn 3 bữa nó đi hay về, gắn 3 bữa nó bị bắt đó. Nó bắt vô đó rồi nó ngay lỡ chạy đó thì bằng đầu nó ăn gầu hết trơn, nó mới cho mình ăn. Có khi no có khi đói, có khi đủ cơm ăn thì no, có khi không đủ thì đói thấy mẹ nó. Rồi thêm cái lại chỗ đó rồi cái nó tới chừng mà nó đưa mình đi đặng cho mình đại sứ quán mình lãnh mình về đó, là đi lại cách ly, cách ly ăn cái ly ba lớn vậy nè, nhiêu cơm vậy nè với mấy hùng vịt cũng gác nướng là sống chứ không để chết đâu. Uống đó uống nước. Có tàu của ông bà bị bắt là tổng cộng bao nhiêu người? Có 3 người hả? Có 4 người hả? Tại công nữa 4 à. Đó. Ở đó nửa tháng đưa lại chỗ cho chờ đợi. Chờ đợi hả? Mình tính chờ đợi giỏi nửa tháng, 1 tháng vậy thôi. Chờ đi chờ 3 tháng mà chưa thấy nhúc nhích. Đó. Cái nó nói bên này bị dịch bệnh gì đó. Là không có máy bay, không có chiếc máy bay. Buộc phải ở. Ở đầu 5 tháng vậy mới được đi về, bởi vì mới tính 1 năm rưỡi nữa 18 tháng đó. Nó lại chỗ đó thì nó ngay nó cũng cho ăn uống đầy đủ. Còn dưới kia thì thiếu. Cũng khi đói khi no. Trời ơi, ăn nước mắt chảy ròng ròng cho bộ. Nhớ lại cũng tức. Tức rồi mà năn nỉ kêu về mà không về. Mà đủ thứ hết. Đi về thì đâu có bị tù tội. Bây giờ ông có ông nội tôi kêu tôi đi lần nó tôi không dám đi nữa. Đi chứ này bị bắt là chết luôn á, khỏi gì à. Mà 66 tuổi còn nhắm ra đi bắt cái nữa rồi sao sống nổi không? Cái đó. Chuyến biển đó nếu như đi 2 tháng thì ông ba sẽ được khoảng bao nhiêu tiền? Tính rồi với ga rồi đó, một bỏ thằng 100 triệu á. 100 triệu? Ừ, chia thằng 100 triệu á. Đi bắt banh long có nghĩa là banh mấy long. Con ở dưới đáy biển á. Ừ, dưới đáy biển á. Và mình biết rằng là cái hôm 3 ngày cuối cùng trước khi vào bờ á, mình biết rằng là tàu ghe mình lấn qua hải phận của Philippines. Mình biết không? Mình biết điều đó không? Biết không biết, tôi biết nhưng mà tôi nó mới nói nó còn sợ hồi hộp. Rồi mới đi chứ này sợ quá, rồi mới sợ bị bắt quá, thôi về đi. Về nuôi ơi, nó tình nuôi mà không về. Nó gán đi chút rồi gán 3 bữa nó tiền này tiền của mình xong mà. Bây giờ tôi tức ngồi buồn. Mình không có được mấy cái gì trơn mà mới nhảy xuống cái bị. Phải mình đi được 2-3 cốt gì mình bị cũng không sao. Mình cũng có cái vốn. Con có một cái thắc mắc là ở trên chiếc ghe đó khi mà biết chủ ghe tài công họ chạy sai á, họ chạy vào lấn vào cái vùng lãnh thổ của nước khác thì mình có phản ứng được không? Mình có yêu cầu họ hay không, khống chế họ là mày phải quay đầu vào bờ? Mình có mình nên nè. Có mình nên nè. Nó 3-4 thằng mình đâu có nói gì được nó, không có làm gì được chứ. Kêu về nó còn không về. Mình đâu có làm gì được nó được đâu. Phải như mình thí dụ cho 4 người mà mình nên đại công thì mình khống chế đại công được. Đó, buộc nó chạy về là nó mới chạy về. Còn có mình nên mình đâu có được. 3 thằng nó đồng ý nhau rồi. Còn có mình nên mình phản, phản đâu có lợi nó. Là vậy đó. Có trường hợp nào mà người ta phản ứng rồi bị đánh đập hay là như thế nào không ông ba? Có cái chiếc, cái chủ ghe là 2 chiếc nha. Nhưng mà thằng thằng em của thằng chủ ghe bị nó bắn phản ứng chạy tốc chạy này nọ, nó bắn rớt đó chết luôn bộ. Mất xác luôn á. Chủ ghe này luôn nè. Mất xác luôn á. Trời ơi, nhắm coi đi 2 tháng vậy mà về bán 2 tỷ mấy, 3 tỷ. Ít đâu. Bởi vì nó mới đi qua bển nó làm dữ vậy đó, mình đâu có biết đâu. À, mỗi chuyến biển mà đánh bắt trái phép như vậy á là chủ ghe kiếm được 2 tỷ mấy, 3 tỷ một chuyến. Ừ. Lời dữ hả? Trời ơi, vậy chứ bạn đầu banh nó có 250 à, đi tôi đi bển nó điện qua dây dây lên 550. 550 một ký á. Banh là có nghĩa là con nhím biển á hả? Cái con cái banh lông nha, một cái lông ba lớn lớn nè. Mình xẻ ra rồi mình nhét muối trọng đặc sự cứng ngắc à. À vậy hả? Về nấu nó đâu phải nấu ít đâu.
nấu lửa dữ lắm đó, nó mới mềm. Cái da nó dày ăn cũng ngon lắm. Bởi vì nó mới mắc. Từ nãy giờ nghe ông ba kể nhưng mà con cũng chưa có biết rõ là khoảng năm nào ông ba. Có nghĩa là bị cái trận đó là năm nào. Thế cũng đi mẹ. Quên mẹ đó. Nếu mà dịch thì 29. Hả? Mới đây hả? Ừ, mới đây này, mới dịch, mới bị dịch nè. Ừ. Ờ, đợt dịch đầu tiên á. 29. À, giờ là 29, giờ cũng mới đây chứ mấy. Hả? Dạ thì cũng mới mấy năm đây chứ mấy. Ờ, mới mấy năm hả? Một cái ngư dân đi tù lúc ông sáu mấy tuổi, ông ba? Lúc đi là 65. 65 về, về 66. À, phải rồi. Thì mới đây mà. Ờ, thì mới, quên. Quên nó là chứng tỏ là trí nhớ bắt đầu nó cũng có vấn đề rồi đó. Ông có thể kể cho con biết là những ngày tháng ở trong buồng giam như thế nào không? Họ có bắt lao động hay là sinh hoạt có chặt chội không? Nó có nghĩa là có khi nó cũng kêu mình đi dắt cây bữa củi đồ gì đó, cũng đi làm với người ta, cũng chung với dân, cũng dân của nó luôn, làm chung vậy đó, cũng làm chút đỉnh vậy đó, cho ông nói ngay cũng không có làm gì nặng hung. Rồi trong tù nó có phức tạp không ba, như có bị đòn này không? Không có, nó nói ngay mình không có làm gì, nó không có quánh mình. Thí dụ như mình có cãi lộn gì trong đó nó mới quánh, còn không có thôi à. Rồi cái hành trình làm sao mà hết bao nhiêu tháng ở trong đó rồi sao mà ông ba được thả về? Đại sứ quán mình, tại vì thằng chủ ga nó cũng nhờ đại sứ quán ấy mình về, chuộc mình về. Đó, rồi nó mới... Đại sứ quán qua mà nó mới chuộc mình về. Rồi nó cho tiền ít, còn ít mình dân, cũng dân ở Nam Định đó. Người ta cũng đi làm mướn á, cũng trai trai vậy nè. Còn nó cho tiền nó mua về, không cho không lo ở lại. Rồi nó cho mới mua vé đi về được, chứ không phải ở bên luôn rồi. Chứ có ai đâu mà cho tiền. Mấy anh cháu tôi cũng đói muốn chết, nó có tiền đâu mà anh cho. Lúc đó đói chứ bộ. Vinh giận rồi đói khổ. Rồi sau cái đợt tù đó thì ông ba sẽ bỏ luôn nghề đi biển luôn. Bỏ nghỉ. rồi bây giờ là sống bằng cái nghề gì? Có cái gì đâu bây giờ. Cũng nhờ mấy chú vậy đó. Có cho ít vốn mà nuôi cá vậy chứ đào đất kiếm từ con cá từ cục đất mua gạo ăn chứ sao vợ. Đào lan gãy vô bằng lên đó. Con thấy ông ba bây giờ là sống một mình ở trong cái nhà này. Vậy thì vợ con hay là người thân đâu hết rồi? Vợ thì nó thôi rồi, lâu rồi, 4-5 năm nay lận. Không có tới lui nữa. Thành ra nó ngay tôi sống với bà này không có con, không có đứa con nào đó. Bởi vì cũng như bạn bè thôi, nó thấy mình khổ quá nó đi, có tiền nó ở, không tiền nó đi. Vậy thì những cái ngày tháng mà bị bắt giam á, những ngày đầu tiên ông bị đưa vào cái trại giam á, thì điều mà người mà mình muốn liên lạc gọi về Việt Nam đầu tiên là ai? Cũng tài công, tài công nó cũng hỏi dân mình đó, có dân đi cũng sao nó quen biết đó, nó mới hỏi. Nó hỏi rồi mấy nó mới cho số điện thoại, rồi điện về nhà, điện về nó biết số điện ở nhà đó, nó nhớ số nó bấm điện là được điện một hình như nói là 2-3 tiếng nói gì cả trăm ngàn nó hết tiền rồi cái bên nhà mới điện trả lại mới được, còn ở bản hết tiền là tiền đâu điện đó. Điện mới nói qua nó lại rồi mới kêu này nọ đồ gì đó, rồi nó mới gửi tiền qua, trả tiền cho ăn uống, mua đồ đạt đồ sống, mua thuốc men đồ hút gì đó. Chứ làm gì mình đâu có tiền. Trời ơi. Nhớ lại thôi ốc mới nổi, sợ chất lý bạn còn đi dữ lắm. Nhưng mà mấy tháng trong tù đó, có cái sự kiện nào mà khiến ông ba nhớ miết tới giờ không ba? Ở trong tù của Philippines á. Mình bắt đầu ngôn ngữ rồi làm sao mà nói người ta hiểu. Thí dụ như mình nói rau, ăn rau á thì mình gì đó
là nó biết mình ngôn ngữ hình thể thôi. Có nghĩa mình làm thì chứ có làm gì nữa, mình nó nói mình thì tự nó hiểu thôi, mình nói cũng tự mình hiểu mà nó đâu có hiểu. Còn đi. Còn ăn cơm mày cảm giác gì là nó biết ăn cơm, là nó thương cơm đó, vậy đó. Nhưng mà khi bây giờ có một người Philippines ngồi đây, ông ba sợ nhìn họ có sợ mà không? Không, nếu về nước mình đâu có sợ nữa, bình thường đó đâu có sợ, phải không? Ông ba ở trong đó một năm gì, ông ba có lần nào mà bị bạn tù mà ăn hiếp lần nào không? Mà không có, tại thấy mình lớn á, nó cũng tôn trọng mình. Ở đó là Việt Nam rồi ai nữa? Ở Việt Nam với người Phi không chứ có ai đâu. Việt Nam và Philippines thôi. Những người Philippines thì họ phạm tội gì? Ví dụ như nó đi lặn bắn cá rồi nó cấm ở đâu cho ấy. Nó bắt. Có bữa nó bắt vô cá đầu tùm lum cái nó quá quá chảy kêu không cho. Cũng chạy lại xin. Muốn ăn cá đuối thì bắt cá đuối. Tự nấu nướng. Tự nấu. Bên đó không có nước mắm, không có gia vị như Việt Nam không, thì không có. Không có nước mắm, có nước tương với muối với bột ngọt vậy thôi à. Nó vậy đó. Mình thèm ăn gì nhất khi mà những ngày ở bên đó? Ở bển thì mình đương nhiên là thèm bên mình ăn cái gì đó. Ví dụ như thịt heo rồi mình cũng thèm vậy chứ. Nó đâu có. Nó có mà nó có, ví dụ mình phải có tiền đi ra ngoài chợ á mua mới có chứ đâu có đãi cho mình ăn. Mà nó đặc biệt là nó không ăn thịt heo nữa. Cái đạo đó đạo gì mình không biết nhưng mà nó không ăn thịt heo. Rồi cái thằng em chủ nói mà giái gì mà con heo ăn liền. Cái dễ là nó thèm thịt heo á. Về kêu mua con heo mà ăn liền. Thì tôi về tới nhà tôi xuống rồi đâu có đi lại nó anh chị. Biết ở đâu rồi, nó cũng không có điện nữa. Nó cũng không có liên lạc nữa. Cái cảm giác khi mà ông ba trở về quê á, cái đêm trước khi mình ngủ đêm cuối cùng ở bên Philippines á, mình như thế nào? Trời ơi, nói về mình chứ điểm mẹ có ngủ được đâu. Thức cho mình trong tới sáng, trong tới giờ đang đi. Ngủ không được. Nó nôn mới nghĩa là về mừng chết mẹ luôn mà. Đang đi về mà, ngủ không được. Giết rồi, trời ơi, lúc đó ôm nhôm mà ông già ơi. Chứ phải được có thịt có da gì cũng đỡ. Lúc đó về là không. Mình tự về hay là người Việt Nam mình có nước gì không? Nó cái đó là mình lại cũng như lại cái sân máy bay á, là ở đó nhóc cái cân á, là đó ở chờ đợi đó. Cũng một tiếng mấy hai tiếng đồng hồ cũng làm giấy tờ đồ. Bạn về bên đây nhập tịch bên đây. Đại sứ quán cũng qua cũng chỉ mình làm giấy tờ vậy đó, rồi đưa cho nó, rồi nó cũng ký tên nó mọc rồi đưa mình cầm giấy lên máy bay đó. Rồi đi lên đi về tới Nam Định, về Nam Định phải ở đó nửa tháng nữa giai đoạn dịch bệnh cách ly. Ở đó nửa tháng nữa cách ly, nửa tháng nữa rồi mới về trong này. Mới lên nửa tháng rồi mới lên cỡ đó còn trong nữa, đủ dịch tới trong nữa nó mới về. Trời ơi, khỏi ăn luôn, nghỉ ăn. Nó cho một bịch xôi ba lớn này nè, đợi đó đó, chưa ăn xong ăn từ từ ăn đủ gấp dạng về là ăn đó. Tới về lên rồi hình như là dục luôn à, nghỉ ăn ngồi xe luôn. Mừng quá mà hai ngày á, mà một đêm hai ngày mới tới trong này á. Trời, ngồi dục lên dục xuống mà đủ mình tới trong dữ lắm mà. Nó về là mình muốn gần chết luôn. Bởi vì kêu đi lần nữa không có đâu. Dễ gì. Con thí dụ nha, nếu như ông ở bên Philippines, người ta sẽ tuyên án ông ở tù vĩnh viễn thì ông... Ông thì cũng gắng đánh thinh chịu chứ. Kiếm đường mà trốn thì được đâu, sợ được. Đảo như ở đảo vậy đó, mình đâu có đường trốn, nó đâu có sợ đâu. Nhảy biển chết sao? Mà đó cá bự không á, cá nó ăn người luôn á. Lúc mà mình đậu ở ngoài khơi á, chưa có đi về đó, cá dữ dằn mà cái đuối còn nặng, nó chà bá nó nhảy nó nhào vậy nè, thấy rõ luôn sát bên vậy đó, đủ thứ chân cá chân. Có nghĩa là cái biển bên đó nó còn phong phú hải sản vậy đó. Cá dữ dằn tại vì nó hòn núi nó nhiều quá, ví dụ mà núi hòn thấp ở dưới ba cái hố rồi đó,
cá nó núp trong đó không, ở trong đó không đó. Bởi vì cào này là sắn vô đó không à. Kéo lên có khi cũng dính con 5-7 kg vậy trời. Dính rồi mình còn một gan đâu có hết. Đậu 4-5 chiếc một dọc vậy đó, quen nhau rồi kêu cho. Người ta cũng vậy, mình cũng có, không có đoan người ta cũng cho. Mà ăn không được. Nhưng mà từ cái việc mà mình đánh bắt trái phép á, mà lúc mà bị bắt á, thứ nhất là đối với những người khác á, thì người ta có người thân, rồi người ta còn trẻ. Thì người ta còn hy vọng, còn ông ba thì lúc đó 65 tuổi rồi. Lúc nào lúc mà bị bắt á, ông ba có nghĩ là thì tuổi quay về không? Thì tuổi, ngồi tuổi có khi ngồi khóc á chứ sao vậy? Hồi nãy ông ba nói là ông gọi điện thoại cho tài công chủ ghe là những cái tia hy vọng duy nhất để cứu ông về. Ngoài ra thì còn những người thân nào mà nếu như những cái ngày tháng ở bên Philippines ông gọi, mong muốn gọi được không? Có nhỏ cháu dâu này, nó gọi đó 2-3 lần, tại vì nó cũng xin số ở chủ ghe, nó xin số đó cho rồi nó mới điện 2-3 lần qua đây nè, nó điện hỏi thăm 2-3 lần. Còn Vinh thì nó đi cào tối ngày đi mặt đâu có không đâu. Giờ nó cũng đi nó có nhà đâu. Tối ngày làm mà thiếu nợ tùm lum mới khổ. Nhưng mà lúc đó rồi ông ba có tuyệt vọng không? Có lúc nào mình nghĩ là... Bây giờ mà không biết, không hết được nghĩ rồi. Giờ liều mạng nữa, tới đâu cũng tới chứ mình nghĩ gì nữa. Giờ nữa rồi hết đường binh rồi. Giờ sống mà... Mà chết sống sống giờ hết biết rồi, tới đó là không còn đường nữa. Giờ biết sao nữa nói giờ. Nếu mà được về thì quý, không được thì ở chết bên luôn chứ sao giờ. Đường đâu nữa. Không có ai chứ, có ai làm gì mấy đứa cháu mà có tiền mà nó cứu mình. Nó mua vé máy bay cho mình về được. Nó ngay cũng nhờ người Việt Nam với mình cho đồ tiền cho bạc rồi mới mua vé về được. Chứ có nhỏ em... Bà con nó cho được mấy triệu. Vậy có nghĩa là ông ba ở trong đó là mãn hạn tù về hay là chuột về? Hạn, mãn mới về. Chứ không có chuột. Tiền là phải mua vé. Đó. Chứ không phải là mãn là nó đưa mình về đâu. Phải mua vé về. Đó. Vậy thì buồng giam ở đó đông người không? Đông cũng đông lắm, dân nó không, dân nó nhiều lắm, dân mình chừng mấy chục người, còn dân nó mấy trăm á. Rồi buồn ở trong đó ngày đêm làm gì để giết thời gian? Làm gì giờ, lăn lóc rồi bò tới bò luôn vậy thôi, chứ đường đâu đi. Thí dụ khung gì là đi vòng vòng vậy thôi. Đấy, ở trong đó luôn. Trời ơi, trời nó không, nó thú chịu không nổi. Rồi cái bắt đầu mấy nói với thằng chủ á, mày giờ mày phải gửi tiền qua. Tặng một tháng á, cho nó mỗi một thằng 500 đồng đầu tiên nha, rồi sau chừng 2-3 tháng thì cho nó 500, mà cho nó đầu tiên cho nó 2,000 á là nó cho mình ra ngoài. Ra ngoài cũng có cái tum gì nè, ở ngoài vậy đó. À, rồi nó cho gạo đồ, nó kêu gạo nó xúc, còn cá này lại phần phụ đó, xin cá mần nấu ăn ên. Mua nồi nấu ăn lên vậy đó, là không có ăn chung với dân tù của nó. Mình ở tù vô đó mình mắc nấu ăn riêng sao ta? Có nghĩa là tại mình muốn vậy mà không muốn để chung mà nấu một cái tả đụng vậy đây, mình thấy nó dơ, không có được sạch. Giống như là cái chỗ của ông ba là dạng tạm giam những cái người mà chuyên đi đánh bắt biển trái phép chung một chỗ thôi. Mình cho tiền nó mới được tạm giam. Nhân mà như bên kia là giết người này kia là không có chung. Nó nhốt trong chuồng cọp, ở trong đó ban đầu nó cũng nhốt chuồng cọp nữa. Rồi mỗi người 500, 4 người thì 2,000 đưa nó rồi nó mới cho ra ngoài. Ông ba ở trong chuồng cọp bao lâu? Ở được 3-4 tiếng đồng hồ muốn chết rồi chứ đừng. Nó ngạt, nó thở, nó thúi nữa. Chứ không nổi, buộc phải nói la làng lên, kêu nó, dân mình nó phải đưa tiền liền. Nó đưa, lặng cho nó đưa ra. Đưa. Thúi lắm hả? Thì chứ cầu cái đó mà bịch thù rồi không thúi vậy, đi cầu mà không thúi vậy. Chứ không nổi. Nhịn đói luôn.
chặn dạng nó đem vô phải không, rồi ngủ một đêm tới sáng lại là cả nhìn đưa ăn gì cũng ăn, uống không uống luôn, nó hôi thú gì ăn gì nổi. Ông ba ở chuồng cạp là cách ngăn riêng với con cạp hay là ở chung với con đâu, cạp luôn? Đâu có. Cái, giống như cái lồng, cái lồng á, nhà lồng, nhà sắt. Cũng như cái lồng vậy thôi, chứ là cọp đâu trống, kêu vậy thôi. Chung có chung như cọp, cọp nó ăn hết trơn rồi. Đụ mà nó móc sao, móc mắt, móc ruột, không biết hết rồi. Giống như cái chuồng cọp mà người ta đang đặt cái tên vậy thôi. Rồi một năm trời ở bên trại giam như vậy thì có quen bạn tù nào không? Để bây giờ ma vẫn còn giữ liên lạc hay là nhớ? Nó có nghĩa là mà biết vậy thôi chứ mình đâu có biết tiếng nó đâu mà nói đâu. Chỉ gặp rồi cừ vậy thôi, gặt đầu vậy thôi chứ đâu có biết nói tên gì đâu nữa mà trả lời. Có bạn tù nào mà đến bây giờ ông ba... Có khi cái thằng nó cũng cái gì, nó có cái tùm cái mên vậy đó. Cũng lợi, có khi nó kêu mình pha cà phê nó uống, cũng pha cà phê. Nó xin nước nóng, cũng cho nước nóng vậy thôi. Nhưng mà nó chỉ cái ly là mình biết thôi. Chứ nên cái nghĩa nó nói mình không hiểu. Rồi bạn tù Việt Nam, có ai... Bạn tù Việt Nam thì cũng có mấy thằng mình vòng vòng đó thôi. Còn cái tụi kia thì nó cũng đâu mười mấy, hai mấy thằng nữa mà nó ở đằng kia. Nó không có chung với mình, nó riêng, nhốt riêng. Nó thành ra mình đâu có nói chuyện, nó giảng gì được. Chỉ có bốn thằng nói chuyện nhau thôi. Nhưng mà trong cái nhà tù đó chắc ông ba lớn tuổi rồi, còn ai lớn tuổi như ông ba nữa không? Hình như là cũng có người của nó nhưng mà có một hai người vậy nè. Mà người ta cũng mãn tù người ta về rồi. Còn ở lại là có anh tụi lớn hết chứ không có ai nó lớn nữa. Đại càng đó đó. Hôm nay thì gặp ông ba để nghe ông ba kể lại cái câu chuyện đánh bắt cá ở trên khu vực Biển Đông. Và là một trong những cái nạn nhân bị bắt tù giam bởi những cái chủ thuyền, chủ ghe, họ bất chấp cái lợi nhuận mà họ vi phạm pháp luật của nước khác. Thì ông ba có lời khuyên gì cho những cái người bạn thuyền mà lỡ chẳng may tham gia những cái chuyến đánh bắt mà những cái chiếc thuyền lạ không? Trời ơi, tôi nói đã tôi biết, tôi ngủ tôi thấy cái bất lợi rồi tôi mới nói thôi đi về. Ở đây ông ba tao sợ quá trời đi. Về mấy mày ơi, ở đây là không được, coi chừng bị bắt bây giờ. Mà nó không chịu, năn nỉ nó luôn á, chừng mấy chục lần nó chừng một hai lần. Mà nó không về. Đó. Như ông ba ông chia sẻ, thứ nhất là lên trên những cái chuyến ghe như vậy thì giống như mình phải chấp nhận những cái yêu cầu của tài công và chủ ghe. Và nó cũng đã có trường hợp là bị ném thả dưới biển luôn rồi. Nếu mà mình phản động kênh lại cho nó thì nó chơi mình chứ gì đó mà không chơi. Bởi vì mình thấy gì mình đâu nói nó không chịu thôi chứ mình đâu có dám cự nó nữa. Tại vì nói tài sản của người ta vậy, đi vậy rồi đi về rồi dầu mỡ đi cái tuần lễ mới về tới nhà chứ bộ. Đó. Dầu mỡ ăn uống nó ai chịu. Buộc phải đi đâu cự nó được. Cái chuyện đó mắc phi pháp là chỉ có tài công với chủ ghe hai người đạp dò nhau biết thôi. Đạp biết đi thôi chứ mình còn không biết. Những người bạn thuyền mà được môi giới hay kêu bạn thì... ngư phủ thì cứ kêu mình tính đi vòng vòng đây thôi trong nước mình thôi. Đâu có đi lớn qua nước bạn. Vì vậy thì câu chuyện của ông ba là một cái lời cảnh tỉnh cho nhiều cô chú anh chị, đặc biệt trong cái giai đoạn hiện giờ thất nghiệp rất nhiều, mọi người sẽ có nhu cầu đi xin việc làm, đặc biệt là những cái chuyến biển dài kỳ như mà vậy. Nhớ kỹ cái vụ đó đó. Mà đi mà không đi làm cái gì đó. Xuống ghe coi kỹ coi, rồi mà nó đi cào thứ đó nữa thôi lại nó đi bỏ trốn liền. Nhưng mà xuống ghe thấy lưới mà lưới đánh bắt lưới đánh bắt thì mình đi được. Còn như mà cào dĩ với cào lòng mà thôi nghỉ đi, đừng đi nó không đó. Là cái đặc điểm nhận diện ở trên cái ghe đó, cái phương tiện đó là chỉ vậy thôi. Nó vậy đó. Thôi, sợ nó đi. Nó kêu rồi mình phải chủ yếu coi kỹ nó. Có khi nó dẫn cho mình mượn đưa tiền trước cho mình luôn. Nhưng mà tôi nó đưa tôi thiệt nhưng mà tôi không lấy. Mình tính là thôi đi về đi rồi lấy luôn cho ai biết. Họ bất ngờ bị bắt cái gì đấy mà mất tiền luôn. Bị bắt là mất tiền luôn. Có được bạc nào đâu. Nó về nó cũng đâu có đưa mình đâu. Đâu có trả cho mình. Như vậy hồi đó ứng trước rồi cũng đã rồi hả? Phải ứng trước được rồi.
nó cho ứng 15 triệu đó mà không ứng, không chịu. Mẹ nó ngu, nó lại ngu động cờ. Thời gian qua thì mình và mọi người đã gặp rất là nhiều nạn nhân bị bắt đi tù, gần như là họ bị lừa sạch tiền từ cò môi giới đi nọ. Họ đi tù trở về thì còn trắng tay trắng, thậm chí là một số chung đó là 10 người hết 8 người là vợ bỏ, những người thân gia đình họ bỏ khi mà họ biết tin là đang bị bắt giam giữ. Và ông ba cũng vậy, khi mà ông trở về thì người vợ của ông sống chung với ông cũng rời ông đi vì ông không còn tài sản gì hết. Cách đây vài năm trước thì mình xuống cái làng Bình An này thì mình thấy ông ba sống cái nhà nó cũng như một cái chuồng gà vậy đó. Đó là cái chuồng gà cũ, đúng không? Mình nói đó. Rồi bây giờ thì bà con lối sớm gom góp được một cái nhà mới nè. Và chính xác là chuồng gà phía bên tay phải. Nói chung là đi về là không còn gì để nói. Không ha. Còn gì cả. Tàn nát ấy, còn nhờ bỏ đi một đời rồi. Vợ đi luôn. Vợ bỏ luôn.